nhân được cho tiền nhiều lập tức mua vàng đeo để thoát mặc cảm nghèo. Mới đây trên kênh YouTube của danh hài Thúy Nga đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh cô dẫn ca sĩ Kim Ngân đi mua vàng tại Mỹ. Thúy Nga nói: "Kim Ngân sáng nay may mắn quá, tự nhiên được nhiều người cho tiền. Thế là Kim Ngân đòi tôi chở đi mua vàng, dễ thương quá. Vì thế bây giờ tôi sẽ chở Kim Ngân đi mua vàng. Thiếu tiền thì tôi sẽ bù thêm cho Kim Ngân. Tôi ngạc nhiên khi biết Kim Ngân đi mua vàng, lại còn bảo mua về để cất đi, cũng biết tiết kiệm tích tiền rồi." Trong quá trình mua vàng, Thúy Nga phát hiện ra rất nhiều điều ở Kim Ngân. Kim Ngân tuy đi lang thang nhưng lại biết hết tất cả các tiệm vàng của người Việt tại Mỹ. Tuy nhiên cô không muốn vào Phước Lộc Thọ, một trung tâm thương mại lớn của người Việt tại Mỹ, vì chủ ở đây không cho Kim Ngân vào. Kim Ngân là người khá ý thức, cô biết đeo khẩu trang tránh dịch trước khi vào tiệm vàng. Không những vậy, cô còn muốn mua vàng cho cả sư cô trụ trì chùa mình từng ở. Điều này cho thấy Kim Ngân cũng biết suy nghĩ, sống có trước có sau, nhớ được những người từng giúp đỡ mình. Đặc biệt Kim Ngân tỏ ra khá thích thú với vàng và đồ trang sức. Cô ngắm một lúc lâu và chọn nhiều nhẫn vàng khác nhau. Có lẽ Kim Ngân vẫn còn nhớ về ánh hào quang năm xưa trên sân khấu, Thúy Nga cũng nói. Chính ra tôi thấy Kim Ngân rất mê trang sức. Sau một hồi chọn lựa, Kim Ngân đã tìm được một chiếc nhẫn vàng ưng ý. Đây là lần đầu tiên cô đeo trang sức quý sau nhiều năm lang thang. Đặc biệt Kim Ngân khá tỉnh táo, cô biết hỏi giá vàng và tự móc tiền trong ví ra trả. Cô còn đếm được đủ số tiền cần trả, không thừa không thiếu. Mua xong rồi Kim Ngân vẫn nán lại để ngắm trang sức một cách say sưa. Cô còn bảo chủ tiệm, hôm nào bà muốn thì con quảng cáo cho bà, nhưng bà phải cho con ăn cơm đấy. Chủ tiệm vàng cũng biết Kim Ngân nên giảm giá, cho mua vàng với giá rẻ đặc biệt. Sau khi mua vàng xong, Thúy Nga nói với Kim Ngân, Kim Ngân giờ có vàng đeo, thành người giàu rồi, đừng mặc cảm vì nghèo nữa nha. Kim Ngân giờ sắp thành đại gia rồi, nữ đại gia Bosa, ai mà lại được, đến tôi còn không có vàng mà đeo. Sở dĩ Thúy Nga nói vậy, vì Kim Ngân luôn mặc cảm vì nghèo hơn mọi người. Kim Ngân không ở trong chùa cũng vì lý do nghèo hơn sư cô. Kim Ngân nghe Thúy Nga nói vậy thì đáp, có má thì con không mặc cảm nữa. Cuối cùng Thúy Nga tâm sự, hôm nay Kim Ngân đưa tôi từ hết hồn này đến hết hồn khác. Tôi không ngờ cái gì Kim Ngân cũng biết. Tôi đi với Kim Ngân cả một buổi sáng mà thấy Kim Ngân hết sức bình thường, không vấn đề gì hết. Bởi vậy nên tôi nghĩ, nếu có ai đó hoặc chính tôi đi theo Kim Ngân trong vài tháng, suốt từ sáng đến tối thì bảo đảm Kim Ngân tỉnh lại, không còn lên cơn như trước nữa. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.